Ôi lại để mấy rất tiếc mà ảnh ra giờ nó có lưu lại không lại. Lưu lại luôn. Nó lưu rồi hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thông về các cầu thủ Vasa Sài Gòn. Suy nghĩ rồi bỏ giò bắt chân vũ kìa. Yeah.
Vậy. Xíu rồi. Bơ mày em chụp đội trưởng bên Long Hoàng coi. Đội trưởng. Mở lên giám đốc rồi bà. Không có vòng nha bơ. Mới thăng chức mà đội trưởng tổ bảo vệ. Dường như là thi đấu vào buổi sáng thì là các cầu thủ đã gần thấm mệt, nhưng mà tất cả đều thể hiện sự quyết tâm rất lớn trên khuôn mặt của mình. Và tình huống quá là may mắn, các cầu thủ bên xe sang hết thủ môn đã để đó thái rồi. Trận này nãy giờ ai đã hay hơn đâu, coi đâu biết, cái này ngang ra Thank you.
Giúp cho mình thằng khán giả xích chung với mình. Chú Lâm quá, cứ vô đá banh, đuổi đuổi đuổi. Nào, ở đâu? Bị nó xuất âm ầm đó. Ui ui ui. Ở đâu? Mình. Bỏ tối luôn rồi. Nóng hổi nha. Nên cầm ngoài nha lát. Bên. Cầm nhanh lại. Mấy lợn. Mấy cô vợ. Biết không? Anh có nghe vụ Quế Ngọc Hải của người Nghệ An chưa? Lâu xuất hiện thêm Quế Ngọc Hải nữa chết luôn. Sân này không có ai mà chạy nổi. Lại bạn, có trống kinh. Lại,
Bỏ banh lui. Gần lại, gần lại. Đưa đây. 1